Và anh Tú cắt cũng rất ngọt. Hay, trận đấu rất hay. Càng đây. Được không? Không được. Trời ơi. Quá hay anh em ạ. Một. Ok, ăn đây, trong đi. Vâng, vâng, vâng. Vâng. Với một quả trái tay sở trường. A few moments later. Rồi, rồi, rồi. Nếu mà 4-2 bắt đầu áp lực thi đấu đấy, lại quay ngược lại. Bây giờ anh Công mới chính thức là vào trạng thái đúng là rồi. Thi đấu rồi. Đúng rồi. Từ nãy là anh Công là toàn chơi. Bạn. Đấy. Khi bạn trong sân ạ. Ok. Năm 5-2 rồi. 5-2 thì là khác nhau đấy. 5-2 thì theo mình nhận định là sẽ hơi hơi căng đấy. Nhưng trong tennis nó có một câu là 0-40 và 5-2 chưa giờ là thắng. Nếu mà thắng 5 set ấy, 5-2 okay. Set hoặc là 0-40 chưa bao giờ là thắng. Người ta sẽ quật lại rất dễ. Nani? Omae wa mou shindeiru. Hay quá nhỉ. Đấy đi chưa? Lại tự nhiên tâm lý nó đã đảo ngược. Với một cú lườm mắt và anh đã khiến đối thủ phải đánh ra ngoài. Chúng ta đang thi đấu luật luật tie break là luật là tennis là penalty của tennis đấy. Có đánh ngoài không? Bao nhiêu anh? 62. Quả đấy không biết bỏ có ra ngoài không cũng khó thật. Vì cảm giác bóng rất là khó anh quả đấy. Vận động Federer Đức đang đi rất là chậm rãi để giữ sức. Đúng phong cách. Áp lực đấy, áp lực đấy. Match point. Match point. Dành cho Đức. Hay quá nhỉ. Ui. Đỡ tốt thật đấy. Đẹp hơn. Hay thế nhỉ. Cú trả bóng rất xuất sắc. Cú giao rất hay nhưng cú trả bóng cũng thật sự là xuất sắc. Chúng ta phải một tràng vào tay cho Leo Công. Và Đức. Hay quá. Lưới chạm lưới. Lại. Chúng ta đúng là penalty của một quả nữa. Mình đã xem penalty của trận Pháp và Argentina nhưng không căng thẳng bằng của trận này, thật sự không căng thẳng bằng của trận nữa. Hai vận động viên phủi viên hôm này. Hay thế nhỉ? Hay thế nhỉ? Cái bài hay đấy thế thì... nhỉ? Cái bài đấy thì anh đã cháy đến giây phút cuối cùng. Chờ đến là câu chào đến là chào. Em 15 phút. Anh đi. Đúng rồi. Trận đấu đây, hai trận đấu vừa qua anh Công anh Leo Công có điều gì muốn nói ạ? Một đối thủ thật là khi vào gặp một đối thủ lớn là mình cũng hơi bị tâm lý chút. Nhưng mà sẽ cố gắng lần sau. Hy vọng gặp lại mình sẽ cải thiện được thành tích. Ok. Cái câu cố gắng lần sau rất giống như Chu Xie. Lần sau lần sau thế. Nóng vậy. Cố gắng lần sau. Vâng, đây tiếp theo là Pedro, anh Pedro Đức. Pedro Đức. Trận đấu nào. Vâng, tiếp theo là hai đối thủ 19.1. Đang siêu kinh điển của ngày hôm nay các bạn ạ. Vâng, CMC. International anh. International FC. Đâu xin mách nhỏ chút là tôi đã nhìn thấy vận động viên CMC đã dùng doping nhá. Anh ta có chích một cái hơi khói khói. What the hell? Chiến đấu hay đập. Chiến đây nào, bắt đầu đi anh ơi. Vâng, hai tay vợt đang dạ bóng để cho quen sân. Chơi luôn. Vâng, đầu tiên là anh CMC ra bóng. Anh ra bóng rất ngọt. Và anh Tú cắt cũng rất ngọt. Hay, trận đấu rất hay. Càng đây. Được không? Không được. Trời ơi. Quá hay anh em ạ. Một pha bóng quá hay các bạn ạ. Hai tay vợt ăn miếng trả miếng. Quá đẳng cấp mày ạ. Số 1 nghiêng về anh Tú, anh Ocean. Cứ bình tĩnh anh Doctor. Ok, ăn đây, trong đi. Vâng. Vâng. Trái tay sở trường. Quá khó.
Diện hát đang 2-0 nghiêng về anh Dr. Tú Anh. Hay, quả ra ngoài rồi. Bình tĩnh thôi, nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi. Với chiếc lý của anh như mọi lần thôi, nhẹ nhàng thôi. Ôi giời. Vâng, 1-2. Anh Châu phát bóng. Châu phát bóng. Vâng. Vâng, Châu phát rất là lực nhưng mà lại không qua bao lưới. Nhẹ nhàng thôi, đúng rồi. Cứ nhẹ nhàng thôi các bạn ạ. Vâng, đúng rồi, ăn miếng trả miếng rất hay, tốt. Rồi, rồi. Ồ, ra ngoài. Hai đều anh em ạ. Hai đều. Châu phát bóng đây. Châu ra bóng. Đang là hai đều nha chú anh nhá. Vâng. Bên này. Lộn chua. Vâng, Châu quả đầu tiên bao giờ rất là lực. Anh sẽ rất là lực quả đầu tiên này. Anh chỉ đợi mấy quả này anh đỡ này. Vâng, quả lực lại không qua lưới này. Nhưng lần này chắc chắn là anh sẽ rất là nhẹ nhàng. Đấy. Tôi trong. Tốt. Trời ơi. Trong đây. Một quả cắt bóng thả nhẹ ở mép lưới nhưng mà không thành công. Vâng, rất tiếc. 3-2 nghiêng về Châu, Cao Minh Châu, CMC. Vâng, đúng rồi. Đây là mình toàn tự sát đây chứ đối thủ chưa cần giết. Còn bên kia. Rồi. Rồi, quả thứ hai anh sẽ giao nhẹ. Đấy, nhẹ nhàng. Đấy. Ao. 4-2. Anh nên chắt chiu một chút. Bởi vì đối thủ rất là mạnh. Bạn thường quay luôn này. À. Ta chưa được quay nào đúng không? Ồ, gần được anh ạ. Cố gắng. Ao. 5-2. Năm hai rồi. Ao. Nhẹ nhàng ngay ơi. Rồi. Tốt. Ao. Bồ hội đã tuốt rơi trên khu vực. 5-3. 3-5. Anh Phan. Anh Phan. Phải cho quả nữa sao Châu ạ? Đúng một quả sao? Một quả. Đi ra nhá, đấu cái này nhá. Tốt. Ao. Nhà hàng ngay ạ. Quá chỉ tầm 20 phân nữa đẹp. 6-3. Quả này có lẽ là quả dứt điểm. Tốt. Ăn thế anh ạ. Ăn rồi. Vâng, sau đây là giữa anh Tú Anh và anh Đức, hai đối thủ rất là đáng gờm. Không ngờ trận vừa rồi lại nó hơi già dẫn trước 2-0 nhưng mà lại bắt đầu luôn đây. Ao. 1-0. 1-0 nhưng về bên anh Tú Anh. Anh Tú Anh bên danh anh là gì? Djokovic Tú Anh. Novak Djokovic. Oh. Novak Tú Anh.
Ngô Bắc thì vâng một quả thả bóng quá tuyệt vời của anh Ngô Bắc Tú và Rocho Ferrer Đức Văn Đăng. Anh Văn Đăng giữ phong độ thi đấu và quả ao rất quyết đoán, quả rất đẹp đấy, thiếu một chút may mắn. Kẻ sân to thêm 1 mét nữa là chắc chắn là sẽ vào trong sân. Tốt rồi, rồi. Tốt. Quá tuyệt vời, lườm rau góc thịt. Tuyệt chiêu lườm rau góc thịt của anh Ferrer Đức. Rất là kinh nghiệm. Và đã đánh gục được anh. Novak Tú Anh. Novak Tú Anh. Hai đều. Tỷ số là hai đều dành cho hai bên. Rồi. Hai cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tiếp. Hai vận động viên. Và một pha lên lưới của anh Tú Anh. Slide bóng xoáy. Anh Tú Anh vẫn còn hy vọng, vẫn slide tiếp. Wow, rất tiếc. Rất tiếc. Hay nhưng mà trận đấu này đúng thật ATP phải cho họ. Tỷ số là 3-2 dành cho Ferrer Đức. Một trận đấu mang tính kỹ thuật rất cao. Vâng. Tốt. Ôi, ông quái là ao đấy. Vâng, tỷ số ạ. 3 đều. Vâng, lên lưới. Quá hay. Ui. Quả slice. Quả đấy ra ngoài chứ anh? Ngoài. Slide quá đẹp nhưng rất tiếc bóng đã ra ngoài từ trước. Đâu, quả giao lại. Giao lại. Ferrer Đức sẽ giao lại. Ăn. Tốt. Vâng, con. Hay quá, vẫn còn. Vâng. Fast line sở trường của anh Tú Anh. Fast line sở trường tiếc, của anh. Rất tiếc. Novak Tú Anh. Hơi tiếc. Anh Tú Anh ra bóng đi. Rất tiếc. Vâng, rất tốt. Bóng hơi gần anh ạ. Đây anh ơi. 53. 53 anh ạ. 53. Tự tin đâu anh? Tự tin anh ơi. Tự tin vào. In. Tốt. Ô. Rồi. Thưa anh ạ. Đâu 63 mà. 666. 63 có một quả nữa. Rất. Có ba. Ui ngày hôm nay vui quá. Đánh kiểu này nó mới vui. Là ngày hôm nay đi làm về mệt nhưng mà bởi trận tứ hùng tuyệt vời này. Ao ạ. Tốt. Ấy. Quá slide quá đẹp. Ao. 30. 30 chưa phải là Tết các bạn ạ. 46, 30 chưa phải là Tết. 30 chưa phải Tết ạ. Trong tennis 52 chưa là gì cả. Bây giờ đang 46 rồi. 1 một quả đối với anh Tú Anh là một quả chung kết. Vâng, giao một trượt. Bóng 2. Nhẹ nhàng đúng rồi. Vâng. Khó khăn. Ra ngoài, 6 năm cơ hội để cho anh Novak Tú Anh gỡ hòa. Đây đúng rồi. Coi lần thứ 3. Theo bình luận viên CMC Bắc là coi lần thứ 3. Rồi đó, tốt. Quá đẹp. Bách Hàn sở trường. Tiếp Bách. Tốt. Khó khăn quá đẹp và 6 đều. 6 đều. Vô tay. Rồi, rất là tuyệt vời. Như thế là quá chuẩn rồi. 3 match point liên tục lại. Quá hay. Nhưng đã là trận chung kết của đêm này. Quá hay. Nhưng anh không được vui quá. Anh không được hưng phấn quá. Không được hưng phấn quá. Anh phải tập trung vào đánh tốt. Rồi. Vâng, và chúng ta đã thấy các dấu hiệu 76 một quả match point lần thứ nhất dành cho Novak Tú Anh. Anh có rất anh thắng được trận đấu này, lộ ngược dòng thành công hay không? Anh ơi. Anh dứt điểm nhẹ nhàng thôi. Ôi ao rồi.
Out rồi. Và đều tỷ số là 7 đều. Quá cân não. Trận đấu quá cân não, cả hai bên đều ngang tài ngang sức. Rồi. Vâng. Tâm lý rồi, tâm lý rồi. Có những tâm lý ở đây. Nhiều rồi, rất nhẹ nhàng. Chúng ta nên tốt. Bắt đầu. Và sở trường của anh Đỗ Anh. Tốt. Hay quá, đúng quá sở trường luôn anh. Đây, đây đây anh ơi. 87. Đây. Đâu có Đức đang giao à? Đức giao à? Đức giao. Tưởng những quả smart này là mỗi người đấy nhỉ? Mỗi người giao là nữa được. Ok anh ơi. In. Ngoài à, ngoài. Ngoài à? Ừ. Tốt. Vâng, slide. Vâng, quả này xem có quả anh rất nhẹ nhàng. For backhand điển hình. Không. Tốt. Không, vẫn slide lại, bóng trong sân. Tốt. Tốt. Vâng, forehand quá nét. Vâng, quá. À. Đã có rồi bao nhiêu nhỉ? Hết rồi. 18. Yeah. 18. 18. Trận đấu quá tuyệt vời. Trông cả công anh. Dạ. Anh em mình quất đó. Cái này tắt đi, còn này thì dài rồi anh em mình clip okay, rồi. Okay. Đến vật châu Công. Chúng ta đây là trận đấu của đêm nay. Còn trận chung kết đêm nay. Quá tuyệt vời, chúc mừng anh Châu Bắc Tú Anh. Rồi, đúng 30 phút. Trận đấu kéo dài 30 phút không đơn giản đâu các bạn. Không đơn giản. Bằng hai nói chung là cũng nên phát biểu một vài lời cảm tưởng. Trận đấu thật sự là hay. Trận đấu thật sự là hay. Anh cảm thấy nào? Nói chung là phong độ không được tốt lắm. Lý do vợ hôm qua có tâm lý là không được ổn định. Thế nên là thua thôi. Được. Chúng ta sẽ còn một trận tuyệt vời ở ngày hẹn được trong 6 tháng nữa. Anh suy nghĩ thế. Three days later.